Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn hai phôi mai Phú Yên mới về ha. Đầu tiên trong cái video này thì là một cái phôi BM2, hoành của nó là 36 và chiều cao là 53, cây gân guốc già nua, rất là già nua các bạn, nhìn rất là già luôn. Mai rừng Phú Yên nha các bạn nha. Phú Yên thì có khi là đọt xanh, có khi là đọt hơi hồng hồng hơi, tía tía hơi. Phôi rất đẹp. Bỏ rễ là khá hay. Rễ khá nha các bạn nha. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 350.000. 350.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. BM2 hoành 36 và chiều cao 53. 350.000 các bạn ơi. Cây khá đẹp. Rồi tiếp theo là mã BM3, hoành 38 và chiều cao 47. Cây cũng có u nần dữ lắm. Phần này thì nó bị cái cấn đá nha các bạn nha, cấn đá. Nó có một cái lỗ kẽ ở đây thì nó tầm khoảng 2 đốt ngón tay. 2 đốt ngón tay nha. Cây nhìn cũng hay lắm. Hay ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 400.000 ha bạn ha. 400.000 cho mã BM3 hoành 38 và chiều cao là 47. Chiều cao 47, cây khá là đẹp. Bạn nào lấy hai phôi thì mình giảm một ít ha, để các bạn uống cà phê này kia cho nó vui. Đó là bạn nào thích thì liên hệ nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.